Là tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động có trình độ đại học trở lên giảm mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn lại có xu hướng gia tăng. Mặc dù đã được cảnh báo từ nhiều năm trước, nhưng đến nay thì nhóm lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Làm trái ngành có lẽ là thực trạng không còn quá mới lạ với thị trường lao động Việt Nam. Việc em học ở trường nó cũng không giúp ích gì mấy cho cái việc mà em làm. Có nhiều người dẫu dành mười mấy năm ăn học để có bằng kỹ sư, bằng cử nhân nhưng vẫn bị mắng là vô học. Nhiều người phải lao đao nhiều năm để tìm bến đỗ trên thị trường lao động, rất khó khăn để nhận được việc vì thiếu kỹ năng thực tế. Sau vài năm, họ phải về quê tìm một công việc khác để sinh sống vì nhận mức thu nhập được xem là không có tương lai, cùng với những tờ bằng cấp khá là vô nghĩa. Nếu thực tế nghiệt ngã như vậy thì người có học là người thế nào? Đường đến vạn đơn, liệu bạn đã biết bí quyết? Bán cái gì? Lên sàn như thế nào? Kinh nghiệm của các chùm thương mại điện tử ra sao? Làm giàu và tự chủ tài chính bằng cách thấu hiểu thị trường cùng cuốn sách Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam. Khám phá và đặt ngay tại tủ sách của nhà nhện nhé! Một lưu ý nhỏ nhỏ trước khi bắt đầu. Bài viết của bạn Drake không phủ định tầm quan trọng của toán và hóa học với cuộc sống, không phê phán nền giáo dục. Mục tiêu của nó là đề cập và phê bình cách thức học ngốc nghếch và điển hình như là học vẹt hay học máy móc. Ngoài ra, bài viết này thể hiện một quan điểm nho nhỏ từ cụ Nguyễn Duy Cần qua lăng kính của tác giả, người đang chập chững quá trình tự học của bản thân. Hãy tiếp cận nó với tâm thế đang trải nghiệm một bức tâm thư gửi chính bản thân người viết nhé. Đầu tiên là sự vô học của bản thân. Người xưa có câu, con chim ăn cỏ đâu phải để nhả cỏ mà để biến thành những bộ lông mướt đẹp. Con tằm ăn dâu đâu phải để nhả dâu mà để nhả tơ. Học mà không tiêu hóa thì khác gì con chim nhả ra cỏ, con tằm nhả ra dâu. Học mà chỉ để thuộc lòng trong thời gian ngắn nhằm tìm điểm cao mà chẳng áp dụng được gì trong thực tế thì chẳng khác nào bộ nhớ tạm thời để chuyển dữ liệu sang tờ giấy trong phòng thi viết hay là cái máy thu thanh phát lại tại phòng thi vấn đáp. Học như thế không có lợi ích gì cho bản thân, vừa tốn thời gian vừa hạ thấp nhân phẩm của bản thân như một mớ máy móc. Nếu được hỏi đã bao giờ tôi học như vô học chưa, thì tôi thú thật rằng hầu hết thời gian đi học của tôi đều như vậy. Những hôm thức xuyên đêm trước ngày có bài kiểm tra sáng hôm sau không phải là chuyện lạ đối với tôi, cũng như bạn bè sinh viên quanh tôi. Có thể tôi đạt điểm A cho môn học đó, nhưng những gì tôi nhớ trong ngày hôm sau chỉ có Chúa mới biết, vì tôi còn chẳng thèm nghĩ đến kiến thức đó nữa. Ở đại học, tôi học được những môn về giao dịch ngoại hối, phần phân tích được giảng rất sâu và kỹ càng. Chúng tôi được học nào là yếu tố vi mô và vĩ mô, ảnh hưởng đến tỷ giá như thế nào, các thị trường trên thế giới có đặc điểm ra sao, kết hợp các chiến lược quyền chọn như thế nào để có thể lỗ trong mức giới hạn, trong khi lời thì vô hạn. Nghe khối kiến thức đó thật hấp dẫn làm sao. Ấy thế mà sau khi rời khỏi phòng thi kết thúc môn, hầu như chưa có một ai trong lớp tôi mở tài khoản Forex để giao dịch thực tế. Vậy thì, chúng tôi đã dành tiền bạc, thời gian, công sức gần 2 tháng trời để làm gì ngoài con điểm? Lấy ví dụ gần gũi hơn, bạn đã bao giờ học môn mà người ta thường đãng trí nên chúng ta phải tìm các lọ bị mất nhãn? Mặc dù tôi được biết là thực tế, người ta cũng không hay là mất nhãn với tần suất như cách nó thể hiện trong bài thi. Tôi đã từng cày rất trăm cuốn sách mà có hẳn chương lớn về bài tập mất nhãn. Nhưng phải thú thật thì chưa bao giờ tôi gặp lọ hóa chất nào bị mất nhãn trong quãng thời gian học chuyên hóa của mình. 16 năm học trôi nhanh, tôi học được rất nhiều thứ và cũng dành không ít thời gian cho việc luyện đề. Giấy khen, bằng khen, tôi xếp lại thành một chồng trong góc phòng. Tôi đã từng tự hào rất nhiều về những điều đấy, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì chúng cũng không có giá trị gì cho lắm. Có chăng thì cũng chỉ là những kỷ niệm đẹp. Bạn hỏi vì sao ư? Vì những thành tựu ấy phần nhiều chẳng giúp tôi làm được việc gì ở hiện tại. Tôi chưa bao giờ phải đốt chất hữu cơ để xác định công thức cấu tạo của nó, cũng chưa bao giờ ra cảng tàu để thanh toán FOB hay FIC. Hồi đấy, tôi rất tự hào về bản thân vì giải được câu toán số 44 trong đề thi đại học. Nhưng tôi ơi, bạn đang tự hào về cái gì vậy? Ra đời rồi, bạn khác gì so với những người không giải được câu này? Ngẫm lại thì chỉ có thể trách bản thân đã dành quá nhiều thời gian học một cách máy móc đến như vậy. Có thể trách tôi chọn sai trường lớp, sai khi học những môn mà tôi không thể ứng dụng được. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã học một cách vô học như vậy đấy. Khác nhau giữa có học thức và vô học. Kiến thức với chúng ta cũng giống như cỏ đối với chim, dâu đối với tằm. Cốt lõi là cỏ,
dâu và kiến thức đều phải được tiêu hóa. Cụ thể hơn, học phải đi đôi với hành. Hành ở đây chính là việc tiêu hóa và hấp thụ kiến thức. Khi thực hành, kiến thức sẽ ăn sâu vào trong tâm trí ta. Ta chuyển biến kiến thức thành một phần trong ta. Từ những lý thuyết và kiến thức tiêu hóa được qua việc thực hành, ta có thể làm được những công việc nhất định mà có ảnh hưởng thực tế và mang lại giá trị cho chính bản thân hoặc xã hội. Kiến thức mà không được tiêu hóa chỉ là lớp sơn phủ bên ngoài mang lại sự hào nhoáng. Tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính quốc tế mà không biết vì sao thường ngân hàng lại đặt lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất gửi thì hỏi xem bằng giỏi có nghĩa lý gì. Vì chưa nhận ra được việc cốt lõi rằng kiến thức phải được tiêu hóa mới có giá trị nên chúng ta thường đánh giá con người theo bằng cấp của họ. Phần nhiều những bằng cấp ấy chỉ thể hiện cho trí nhớ của họ. Họ giỏi thì thi đỗ với điểm cao, nhưng làm được việc hay không thì chưa biết. Tôi không có ý muốn hạ thấp tất cả mọi bằng cấp mà chỉ đề cập đến những bằng cấp có được qua việc học vẹt, thứ mà tôi cũng đang sở hữu một vài. Tôi chỉ muốn làm rõ một quan điểm rằng người có bằng cấp cao chưa chắc là người có học thức, nhưng người hoàn thành tốt công việc với chất lượng cao chắc chắn là người có học thức trong công việc đó. Vậy thì học thức cao là như thế nào? Theo Nguyễn Duy Cần, người có học thức không cần phải biết thật nhiều mà cần phải thật biết những gì mình biết. Cựu Thủ tướng Pháp Eriot từng bảo, học thức là cái gì còn lại sau khi quên đi tất cả. Và theo tôi, đó cũng chính là cách để thực sự biết những gì mình biết mà cụ Duy Cần đề cập ở trên. Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ thì thật là lý trí. Một điều gì đó mà mình còn phải cố nhớ thì chưa được tiêu hóa kỹ, chưa được nhập vào tâm. Chỉ khi nào ta không cần nhớ mà nó trở thành phản xạ thì kiến thức đó mới được tiêu hóa tốt. Người học đánh máy mà mỗi lần đánh máy phải cố nhớ và ra từng chữ một, xác định vị trí để nhấn phím là người đánh máy chưa giỏi. Liệu bạn có nhớ vị trí chữ H và chữ L cách nhau bao nhiêu phím không? Bạn chẳng cần nhớ, nhưng vẫn có thể gõ từ Hello mà không cần nhìn bàn phím. Đó là ví dụ cho việc bạn đã thạo việc gõ phím, đã quên đi tất cả những lý thuyết máy móc mà chỉ còn nhớ lại trong bạn là phản xạ. Anh em trong nghề phân tích dữ liệu chúng tôi cũng hay đùa rằng dùng Excel mà còn dùng chuột là chưa thạo. Chơi poker mà còn phải mở điện thoại ra xem bài nào lớn hơn bài nào thì còn tâm trí đâu mà đọc suy nghĩ của đối phương để giành chiến thắng. Triết gia Trang Tử có câu, người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung của mình là người bắn chưa tinh, cũng chỉ để thể hiện quan điểm trên. Vậy nên, để đạt học thức cao, ngoài việc thực hành nhằm có thể làm được việc thuần thục, chúng ta phải quên đi tất cả để đọng lại những điều cần nhớ. Chuyện học là thế đấy. Mượn bao nhiêu hình ảnh ẩn dụ, cốt cũng chỉ muốn ta đừng học một cách thật vô học. Có học thức cũng không phải biết thật nhiều, mà phải thật biết những gì mà ta biết. Kiến thức được học phải ra được hành động cụ thể. Đừng chỉ vì điểm cao, tấm bằng mà để lại cho bản thân thành một con tằm nhà dâu, sống vô nghĩa hết một cuộc đời. Để đến với nhiều quan điểm mạnh, được lý luận chặt chẽ, sâu sắc hơn mặt bằng chung của các hội nhóm hay fanpage trên mạng xã hội, các bạn hãy đến với nền tảng Spider Room nhé. Chúng mình luôn chào đón những góc nhìn mới mẻ, thậm chí càng độc đáo càng tốt. Spider Room tin rằng những va chạm trong quan điểm sẽ là nhân tố chính thúc đẩy xã hội phát triển, hoặc ít nhất là giúp một nhóm nhỏ có thể mở mang vốn kiến thức. Cảm ơn vì đã xem hết video. Còn mình là Summarize. Xin chào và hẹn gặp lại.